Đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại là 4 giờ chiều của ngày 21 tháng 12 âm lịch của năm 2021 đây. Sắp đến Tết rồi đây. Vâng, thì là em đang có mặt tại thị trấn Thanh Sơn. Và thì ở đây không khí Tết rất là nhộn nhịp rồi các bác ạ. Vâng, để bàn giao cho một khách hàng, đó là nhà anh chị Thông Oanh. Vâng, trung tâm tổ chức sự kiện cưới hỏi chọn gói đấy. Vâng, đó là nhà Thông Oanh, để bàn giao một bộ ghế tần thì hoàng chất liệu gỗ hương đá đấy. Và thì trên xe tôi đang bắt đầu bốc xếp xuống này nhá. Đấy, đây là trung tâm thị trấn Thanh Sơn, xe bắt đầu đang bốc xếp xuống. Cái tần hoàng chất liệu gỗ hương đá thấy đẹp nha. Một bộ 25 triệu, một bộ 50 triệu. Đấy, 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 đấy. Nó bẩn đấy. Đây, bác chủ nhà đây. Vâng, em chào bác Thâu nhá. Vâng, thì hôm nay em đã hoàn thiện xong ghế cho bác rồi và chở và lắp đặt tại nhà, thì bác ý kiến là có thấy hài lòng không ạ? Vâng, tôi rất tin tưởng là đồ gỗ Tùng Tám là vừa đẹp, chất lượng tốt. Hôm nay tôi sang tận đây để giao hàng. Đồ gỗ Tùng Tám sang tận nhà tôi để giao hàng. Thế là hôm trước tôi đã sang tận xưởng để xem đồ bên tôi rất ưng ý, và hôm nay giao hàng tận nhà tôi rất là hài lòng. Tôi xin trân trọng cảm ơn đồ gỗ Tùng Tám. Vâng, thế em và cũng như là công việc giao hàng đúng thời gian mà gia đình mong muốn. Và xin cảm ơn và thay mặt cơ sở em xin cảm ơn bác và toàn thể gia đình nhé. Vâng, thì cũng sắp đến năm mới rồi, thì em thay mặt chúc vâng anh và toàn thể gia đình là có một sức khỏe tốt nhé. Vâng, sang năm mà làm ăn là phát đạt hơn. Vâng, năm cũ trân trọng cảm ơn và mong đồ gỗ Tùng Tám phát triển được hơn nữa, và rất nhiều các bạn sẽ đến mua đồ gỗ tại cơ sở Tùng Tám. Vâng, 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 thế em cảm ơn bác nhé. Vâng, vâng, đấy, quý khách nào có nhu cầu sở hữu bộ ghế tần thủy hoa cột 12 và mẫu như của nhà bác Thông Oanh ở tại thị trấn Thanh Sơn này, thì cứ xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Vâng, cơ sở em chuyên thi công và lắp đặt đồ gỗ tự nhiên. Vâng, đây, rất là đây chiếc trên ảnh quý vị là chiếc đoạn dài đây, tầm 2m4. Vâng, gỗ là rất là lành lặn đẹp. Vâng, thì xin chào mọi người nhé.